nhí mã đáo thành công. Cô không có nhạc chào hả? À, rồi chúc cho khu sông Thẩm Mỹ Hồng Mơ được khai trương hồng phát, làm ăn phát tài, tiền vô cửa trước, vàng vô cửa sau, hộp sòn nhảy cửa sổ vô luôn. Và để có lời phát biểu đầu tiên và những lời kính chào, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh được rất nhiều. Tham gia anh chắc em cũng đúng. Cảm ơn anh đã giúp em những lời ngọc ngà của anh. Cảm ơn rất nhiều. Tấm chân tình của đại gia đình lúc nào sau cũng tri ân. Cảm ơn những anh em xa xôi cũng đã quên hứng thời gian đến chung vui cùng với anh em với bà xã. Em không biết nói gì hơn. Rất là cảm ơn đại gia đình lúc nào cũng yêu Phương. Xin chúc đại gia đình mình lúc nào cũng tấn tài tấn lộc, bình an vạn sự như ý, phát tài. Thanh ơi, cứu bộ Thanh ơi. Thôi bây giờ anh em mình nâng ly lên để chúc mừng cho ngày vui hôm nay đi các bạn ơi. 1, 2, 3 vô, chúc mừng khai trương hồng phát. Chúc mừng cho vợ chồng em làm ăn phát tài nha. Đó có pháo luôn thấy không? Đó, như vậy là được sáng. Được sáng cả một bầu trời, cả một vì sao luôn nha. Đó, làm ăn phát tài, hồng phát. Khách sẽ đến đây đường nước, đường nước. Đây. À, xin mời tất cả quan khách hãy vào bàn và cùng nhau nâng ly để chúc mừng nha. Bây giờ là người mở màn chương trình văn nghệ hôm nay, trẻ gần xa, giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thâm. Ăn mừng qua lớp một tiểu xung tình, họ sư sang xe công bông trầm, để chúc mừng ngày hộp mừng khai trương. Hôm nay phúc đến để chúc mừng, hôm nay có ngày sinh học hành và quê. Vỗ tay lên, gặp gỡ nhau đây rất là hội ngộ. Cứ hát cứ ca thật tiếng ơi, đừng có ngần ngại. Hôm nay khai trương hồng phát, cùng sông Thẩm Mỹ của qua bài tiết mục tiếp theo. Nghệ sĩ Hồng Anh chuẩn bị bài nào để cùng sông ca chơi chung tử lòng. Dạ, mời anh chị lên hát khai trương phung xâm Thẩm Mỹ thành công tốt. Đây là đầu tiên Trung Tư Long Hồng Hạnh sẽ hát một bài hát sở trường Trung Tư Long, vì Trung Tư Long là người Khmer có không, không nhà bên gốc Me. Người Việt và nhà bên gốc Me gọi là người Việt gốc Khmer, nhưng mà không phải nhà gốc Me. Bài hát được mang tên Hương Tình của Nội. Mùa
Thôi chứ ngoài có nghe quá. Ngoài thì bây giờ thì chú Trinh Long và mình sẽ gửi đến tất cả cô chú và chị một bài hát của sở trường chú Trinh Long nữa. Một bài hát cũng rất là quen thuộc. Thôi thôi Hồng ơi, những cái tim tôi đặng nguyện cùng ai cùng ai chung thủy thì tôi